Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm về cách gieo trồng những luống hạt giống ngay tại bờ hiệu quả nhất các bạn nha. Như chúng tôi đã định hướng gieo trồng những luống cây sau hạt giống, cây sau cải bờ và tôi đã mua trở lại những luống đất rõ bột gọn gàng. Sau đó tôi mua trở, tôi bắt đầu gieo hạt giống cây rau cải bờ. Tôi tưới ẩm mặt luống đất và sới và dắt thân nó xuống mặt luống đất. Sau đó gieo trồng hạt giống rất hiệu quả. Chúng tôi gieo trồng khi hạt giống lấy mầm lên rất được.